Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Các em thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta tiếp tục làm bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Toán 3 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Chúng ta cùng với thầy đến với bài 56. Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả tính 1102 nhân 4 là bao nhiêu? Chúng ta đã tính ra nháp nhé. Chúng ta đã tính sao cho cái chữ số 4 này nó thẳng cột vào chữ số 2 này các em này, bởi vì nó đều là số đơn vị, các em nhớ chưa? Chúng ta thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái. 4 x 2 bằng 8 viết 8, 4 x 0 bằng 0 viết 0, 4 x 1 bằng 4 viết 4, 4 x 1 bằng 4 viết 4. Như vậy kết quả ta được 4408. Vậy là câu 1 này chúng ta chọn đáp án C. Câu trắc nghiệm 2. Thừa số thứ nhất là 2415, thừa số thứ hai là 3, tích là để tìm tích chúng ta sẽ thực hiện phép bình nhân. Vậy ta sẽ đặt tính nhân 2415 nhân 3. Ba nhân 5 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. 3 nhân 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. Như vậy kết quả ta được 7245 đáp án B. Câu trắc nghiệm 3, trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là, bây giờ ta cùng thực hiện. 1213 nhân 7. Bảy nhân 3 bằng 21 viết 1 nhớ 2. 7 x 1 bằng 7 thêm 2 bằng 9 viết 9. 7 x 2 bằng 14 viết 4 nhớ 1. 7 x 1 bằng 7 thêm 1 bằng 8 viết 8. Phép tính đầu tiên ta được 8491. Phép tính tiếp theo 4000 nhân 2 thì hoàn toàn các em có thể nhẩm được, nó bằng 8000 các em nhé. Rồi đến 1506 nhân 6 nào. Sáu nhân sáu bằng 36 viết 6 nhớ 3. 6 nhân 0 bằng 0 thêm 3 bằng 3 viết 3. 6 nhân 5 bằng 30 viết 0 nhớ 3. 6 nhân 1 bằng 6 thêm 3 bằng 9 viết 9. Như vậy kết quả ta được 9036. Phép tính cuối cùng 1418 nhân 4. Bốn nhân tám bằng 32 viết 2 nhớ 3. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 3 bằng 7 viết 7. 4 nhân 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5 viết 5. Như vậy kết quả là 5672. Ở đây đề bài hỏi chúng ta rằng là phép tính có kết quả lớn nhất. Chúng ta sẽ so sánh các kết quả này thì thấy rằng cái số 9036 là số lớn nhất rồi. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Chúng ta cùng tiếp tục với câu trắc nghiệm 4. Đề bài như sau. Một khu đất hình vuông có độ dài cạnh là 1515m. Vậy chu vi của khu đất đó là? À, nó là hình vuông các bạn. Em nhớ còn nhớ cách tính chu vi hình vuông không nào? Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh rồi nhân với 4. Tức là chúng ta sẽ đi đặt tính 1515 nhân 4. Bốn nhân 5 bằng 20 viết 0 nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 bằng 6 viết 6.
4 x 5 bằng 20, viết không nhớ 2. 4 x 4 4 thêm 2 bằng 6 viết 6. À như vậy ta được kết quả là 6060. Đơn vị của bài toán này là mét các em nhé. Chúng ta chọn đáp án A. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 5. Đề bài như sau. Trong kho của một đại lý có 3.850 kg gạo. Đại lý đó nhập về kho thêm 3 xe tải. Mỗi xe chở 1.500 kg gạo. Vậy số gạo có trong kho của đại lý đó tất cả là bao nhiêu kg? Thế thì bây giờ chúng ta tư duy như thế này cho thầy. Lúc đầu thì có rồi, nhưng mà lúc nhập thêm thì chúng ta vẫn chưa biết cụ thể là tất cả là bao nhiêu đúng không? Chúng ta sẽ có hai bước tính. Lúc đầu chúng ta có rồi nhé. Lúc đầu thì có là 3.850 kg gạo này. Và nhập thêm. Kho nhập thêm là 3 xe, mỗi xe chở 1.500 kg gạo. Như vậy thì 3 xe sẽ là chở bao nhiêu kem nhỉ? À ta lấy 1.500 nhân với 3 thì sẽ là bằng bao nhiêu nhé? Và sau đó đề bài hỏi chúng ta là có tất cả là bao nhiêu? Bước tính đầu tiên đó là chúng ta sẽ tính xem là thầy là 3 xe thì nhập được là bao nhiêu kg gạo nhé. 1.500 nhân 3 thì em đặt tính ra kết quả sẽ là 4.500. Nào chúng ta kiểm chứng lại xem sao. 1.500 nhân 3. Ba nhân không bằng không viết không, ba nhân không bằng không viết không, ba nhân năm bằng 15 viết 5 nhớ 1, ba nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4 viết 4. Kết quả là 4.500 ở đây, đơn vị là kg gạo nhé. Thì tất cả ta sẽ lấy gì? À ta sẽ lấy lúc đầu là 3.850 này cộng với 4.500. Không cộng không bằng không viết không, 5 cộng không bằng 5 viết 5, 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 nhớ 1, 3 thêm 1 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8 viết 8, kết quả là 8.350 và đơn vị là kg. Vậy chúng ta sẽ chọn câu 5 này là đáp án A nhé các em. Chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận bài một tính. Ở đây đề bài đã đặt tính sẵn cho các em rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân nhé. Phép tính đầu tiên, 1.213 nhân 6. 6 nhân 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 6 nhân 1 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. 6 nhân 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhân 1 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. Như vậy kết quả ta được 7.278. Phép tính tiếp theo, 1.081 nhân 7. 7 nhân 1 bằng 7 viết 7. 7 nhân 8 bằng 56 viết 6 nhớ 5. 7 nhân 0 bằng 0 thêm 5 bằng 5 viết 5. 7 nhân 1 bằng 7 viết 7. Như vậy kết quả ta được 7.567. Tiếp tính tiếp theo. 2.417 nhân 4. 4 nhân 7 bằng 28 viết 8 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4 thêm 2 bằng 6 viết 6. 4 x 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 4 x 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9 viết 9. Như vậy kết quả ta được 9.668. Tiếp tính tiếp nào. 3.935 x 2. 2 x 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 x 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. 2 x 9 bằng 18 viết 8 nhớ 1. 2 x 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. Như vậy kết quả ta được 7.870. Phép tính cuối cùng nào. 1.181 x 5. 5 x 1 bằng 5 viết 5. 5 x 8 bằng 40 viết 0 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9 viết 9. 5 x 1 bằng 5. Như vậy kết quả ta được 5.905. Thầy cho mình nhận xong bài 1 rồi. Tiếp theo bài 2 tính nhẩm. 2.000 x 4 bằng 2.000 x 4 bằng 8.000. Tiếp theo 3.000 x 3 bằng 9.000.
5.000 nhân 2 bằng 10.000. 10.000 này. Rồi. Tiếp đến 1.000 nhân 7 bằng 7.000. 2.000 nhân 3 bằng 6.000. Và cuối cùng 2.000 nhân 5 bằng 10.000. Như vậy chúng ta đã xong bài 2. Tiếp theo là bài tự luận 3. Đặt tính rồi tính. Em đặt tính thì tương tự như ở trong bài số 1 đấy các em. Đấy, bài số 1 chúng ta xem đề bài đã hướng dẫn chúng ta nhé. Nào chúng ta cùng làm bài số 3 nào. 1816 nhân 5. Năm nhân 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 nhân 1 bằng 5 thêm 3 bằng 8, viết 8. 5 nhân 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9, viết 9. À, như vậy ta được kết quả là 9080. Cái tính tiếp theo, 4827 nhân 2. Hai nhân bảy bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. Như vậy ta được kết quả là 9654. Tiếp tính tiếp theo, 2090 nhân 4. 4 x 0 bằng 0, viết 0. 4 x 9 bằng 36, viết 6, nhớ 3. 4 x 0 bằng 0, thêm 3 bằng 3, viết 3. 4 x 2 bằng 8, viết 8. Như vậy ta được kết quả 8360. Tiếp tính cuối cùng nào. 3281 nhân 3. Ba nhân một bằng ba, viết ba. Ba nhân tám bằng 24, viết 4, nhớ 2. Ba nhân hai bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. Ba nhân ba bằng 9, viết 9. Như vậy ta được kết quả là 9843. Chúng mình đã xong bài tự luận 3 rồi các em ạ. Tiếp theo là bài tự luận 4, số hỏi chấm. Chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu theo chiều mũi tên nhé các em. Nào dãy phép tính đầu tiên, 504 nhân 5, chúng ta đặt tính ra nháp nhé. Năm nhân bốn bằng 20, viết không nhớ 2. Năm nhân không bằng 0, thêm 2 bằng 2, viết 2. Năm nhân năm bằng 25, viết 25. Đó, các em nhớ là những cái kiểu bài như là chúng ta thực hiện dãy phép tính này thì chúng ta phải làm thật là chuẩn nhé. Chúng ta phải kiểm tra thật là kỹ để nếu không nhé, các em mà sai ở phía trước ý, thì toàn bộ phía sau em sai theo đấy các em ạ. Như thế nào? Kết quả ở đây là 2520. Rồi tiếp đến, 2520 trừ đi 600. Không trừ không bằng không, viết không. 2 trừ không bằng 2, viết 2. 5 không trừ được 6, ta lấy 15 trừ 6 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. Như vậy ta được 1920. Chúng ta điền vào đây. Và cuối cùng 1920 nhân 3. Ba nhân không bằng không, viết không. Ba nhân hai bằng 6, viết 6. Ba nhân chín bằng 27, viết 7, nhớ 2. Ba nhân một bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5. Như vậy ta được kết quả là 5760. Ta điền vào đây. À, chúng ta cùng đến với dãy phép tính bên dưới nào. 1560 cộng 1240.
0 cộng 0 bằng 0 viết 0, 6 cộng 4 bằng 10 viết 0 nhớ 1, 5 thêm 1 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8 viết 8, 1 cộng 1 2800. Tiếp theo 2800 nhân 2. Hai nhân không bằng không viết không, hai nhân không bằng không viết không, hai nhân tám bằng 16 viết 6 nhớ 1, hai nhân hai bằng 4 thêm 1 bằng 5 viết 5. Như vậy ta sẽ điền 5600 vào đây. Cuối cùng nào, 5600 trừ 4530. Không trừ không bằng không viết không. Không không trừ được 3, ta lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng không viết không. 5 trừ 4 bằng 1 viết 1. Như vậy ta được kết quả là 1070, ta sẽ điền vào ô này. Vậy là thầy trò mình đã xong bài tự luận 4. Tiếp theo là bài tự luận 5. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc số bằng vào những cái ô trống này. Tức là chúng ta sẽ đi thực hiện các kết quả ở đây, sau đó mình sẽ đi so sánh các kết quả này để điền dấu thích hợp nhé. So sánh đầu tiên ở bên phía trái chúng ta có là 1208 nhân 5. Năm nhân 8 bằng 40 viết 0 nhớ 4. 5 x 0 bằng 0 thêm 4 bằng 4 viết 4. 5 x 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 5 x 1 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6. Như vậy ở đây ta sẽ được vế bên này là 6040. Tiếp tính ở bên vế phải này là 700 x 9, chúng ta có thể đặt tính ra hoặc chúng ta có thể nhẩm được nhé. Chín nhân không bằng không viết không, chín nhân không bằng không viết không, chín nhân bảy bằng 63 viết 63. Như vậy ta được kết quả là 6300. Hai cái kết quả này đều là số có bốn chữ số, thì chúng mình sẽ so sánh các cặp chữ số cùng hàng từ trái sang phải. Hàng nghìn là 6 giống nhau này, bằng nhau rồi. Tiếp theo đến so sánh hàng trăm, không bé hơn 3, như vậy chúng ta sẽ điền dấu bé hơn. So sánh tiếp theo, ở vế bên trái này là 1526 nhân 3. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. Như vậy ta được kết quả đây là 4578. Tiếp tính bên vế phải này là 708 nhân 6. Sáu nhân tám bằng 48, viết 8 nhớ 4. 6 nhân không bằng không thêm 4 bằng 4 viết 4. 6 nhân 7 bằng 42, viết 42. Như vậy ta được kết quả này là 4248. Và hai kết quả này đều là số có bốn chữ số, thì chúng ta sẽ so sánh các cặp chữ số cùng hàng từ trái sang phải. Hàng nghìn 4 bằng 4 rồi, so sánh tiếp đến hàng trăm, 5 lớn hơn 2, như vậy cái số kết quả bên trái này lớn hơn rồi, ta điền dấu lớn hơn. Đến so sánh tiếp theo, phía bên trái là 4628 nhân 2. 2 x 8 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 2 x 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. 2 x 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Như vậy ta được kết quả ở phía bên trái này là 9256. Tiếp theo,
2314 nhân 4. 4 x 4 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 4 x 1 bằng 4 thì 1 bằng 5, viết 5. 4 x 3 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 x 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. À, như vậy kết quả cũng là 9256. Ta thấy rằng hai kết quả này bằng nhau, chúng ta sẽ điền số bằng vào ô so sánh này. So sánh cuối cùng nào? 1205 x 8. Tám nhân năm bằng 40, viết 0 nhớ 4. 8 nhân 0 bằng 0 thêm 4 bằng 4, viết 4. 8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 8 nhân 1 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. Ta được kết quả là 9640. Và ở bên phải này, 2410 nhân 4. 4 x 0 bằng 0, viết 0. 4 x 1 bằng 4, viết 4. 4 x 4 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 4 x 2 bằng 8, viết 1 bằng 9. Đã được 9640. À, ta lại thấy rằng hai kết quả này bằng nhau rồi đúng không các em? Chúng ta sẽ điền dấu bằng vào ô so sánh này. Vậy là thầy cho mình đã xong bài tự luận 5 rồi. Tiếp theo chúng ta đến với bài tự luận 6. Đề bài như sau. Cô Hiền mua 4 chai và 1 can mật ong. 4 chai có lượng mật ong bằng nhau. Mỗi chai chứa 650ml. Chiếc can chứa 2500ml mật ong. Hỏi cô Hiền đã mua tất cả bao nhiêu ml mật ong? Và với bài tự luận 6 này, cẩn thận thì chúng ta sẽ cùng tóm tắt giải nháp với thầy nhé. À, chúng ta cùng tóm tắt nhanh nào. Ở đây chúng ta thấy rằng là cô Hiền là có 4 chai đúng không? Có 4 chai mật ong này. Mỗi chai thì bao nhiêu kem nhỉ? À, mỗi chai tưởng 650ml. Rồi, và chúng ta có gì nữa? À, chúng ta có một can, đúng không các em? Có một can mật ong này. Và một can mật ong này chứa, tức là đựng đấy, 2500ml mật ong. Và đề bài đang hỏi chúng ta là cô Hiền đã mua tất cả bao nhiêu ml mật ong? À, như vậy thì chúng ta phải xác định cho thầy là ở trong 4 chai là có bao nhiêu này. Sau đó mình cộng thêm với lại một can này thì mình sẽ ra em đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có lời văn thứ nhất như sau. Số ml mật ong có trong 4 chai tất cả là... Mỗi chai thì là có 650ml mật ong. Vậy thì 4 chai như vậy thì chúng ta sẽ có phép tính là gì các em nhỉ? À, đúng rồi, phép tính chúng ta sẽ là 650 chúng mình nhân với 4 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tính ra nào. Bốn nhân không bằng không, viết không. Bốn nhân năm bằng 20, viết không, nhớ 2. Bốn nhân sáu bằng 24, thêm 2 là 26, ta viết 26. Như vậy ta được kết quả là 2600. Đơn vị là ml.
Như vậy thì ở bốn chai thì chúng ta đã biết được lượng bao nhiêu rồi đúng không? Và một ca chúng ta biết rồi, bây giờ chúng ta có thể tính được tổng rồi. Chúng ta sẽ trở lại lời văn tiếp theo là số ml mật ong cô Hiền đã mua tất cả là. Chúng ta sẽ lấy lượng mật ong ở 4 chai là 2600 ta vừa tính xong cộng với lượng mật ong ở 1 can. Bây giờ chúng ta đã tính ra nháp xem nhé. Không cộng 0 bằng 0 viết 0, không cộng 0 bằng 0 viết 0, 6 cộng 5 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5, kết quả là 5100. Đơn vị là mililit. Và đáp số chúng ta sẽ ghi đầy đủ là 5100 mililit mật ong. Chúng ta đã xong bài tự luận 6 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 7. Đề bài như sau. Hà giúp mẹ đi mua 2 quả trứng, mỗi quả có giá 3.500 đồng. Hà đưa cho người bán hàng 10.000 đồng. Hỏi người bán hàng phải trả lại cho Hà bao nhiêu tiền? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem cho thầy là bạn Hà đã mua 2 quả trứng hết bao nhiêu tiền đúng không? Hai quả trứng mỗi quả có giá 3.500 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ tính với thầy là số tiền Hà cần trả cho hai quả trứng là. Mỗi quả có giá 3.500 đồng, 2 quả như vậy thì sẽ có số tiền là 3.500 nhân 2. Chúng mình lại đã tính ra nháp kìa nhé. Hai nhân không bằng không viết không, 2 nhân 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 x 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7 viết 7. Như vậy kết quả là 7.000. Đơn vị ở đây chúng ta để ý thầy nhé, đơn vị là đồng em nhé, đơn vị là đồng. Vậy thì chúng ta có tính được là số tiền mà người bán hàng phải trả lại cho bạn Hà không? Vậy thì đến đây chúng ta sẽ tính được số tiền người bán hàng phải trả lại cho Hà rồi đúng không em? Số tiền người bán hàng phải trả lại cho Hà là, ta sẽ lấy 10.000 trừ đi 7.000. Thì ta có thể nhầm được bằng 3.000. Và đơn vị là đồng các em nhé. Đáp số 3.000 đồng. Như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 7. Chúng ta cùng tiếp tục với bài tự luận 8. Số hỏi chấm. Ở đây chúng ta đọc thật kỹ đề nhé. Ở đây chúng ta sẽ phải điền số vào các ô trống này để sao cho nó phù hợp với phép tính nhân các bạn.
À, chúng ta có phép tính đầu tiên nhé. Trên này là cái số nào đây nhân với 4 đấy, em chúng ta có thể nhận này. Thực hiện luôn nè. Thực hiện nhân thì nhân từ phải sang trái đúng không nào? 4 nhân 8 bằng 32, chắc chắn số này là số 2 rồi các bạn. Đó. 4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. Tiếp đến nào, 4 nhân 0 thì bằng 0 rồi. À chúng ta nhớ thêm 3 nữa thì bằng 3, viết 3. Như vậy ta đã được số ở đây rồi. Số 3. Tiếp tục 4 nhân với số nào mà lại có số tận cùng là 8 đây. À 4 nhân 2 là 8 à? Không phải. Chúng ta phải để ý với thầy là cái số đằng sau này 4 nhân 1 thì bằng 4 nhưng lại ở đây lại bằng 6. Tức là nó đã nhớ 2 rồi. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 bằng 6. Như vậy thì à nó phải là số nào đây để nó là nhớ 2 nhỉ? Nó là số 7. 4 nhân 7 bằng 28, cái 8 nhớ 2, các em thấy chưa? Rồi. Như vậy chúng ta sẽ hoàn chỉnh được phép tính này. 1708 nhân 4, ta được kết quả là 6832. Tương tự như vậy chúng ta sẽ phát triển đến phép tính thứ hai. 7 nhân 1 chắc chắn bằng 7 rồi, ta điền số 7 vào đây. 7 nhân với số nào mà để có chữ số tận cùng là 3 đây nhỉ? À chỉ có thể là 9 đúng không? 7 nhân 9 thì bằng 63, viết 3 nhớ 6. 7 nhân 0 bằng 0 thêm 6 bằng 6, viết 6 ở đây. Đó. Tiếp tục 7 nhân số nào thì được 7 ở đây, chắc chắn rồi, số 1. Như vậy ta sẽ có hoàn chỉnh phép tính là 1091 nhân 7 được 7637 các em nhé. Phép tính cuối cùng nào. 3 nhân với số nào thì có chữ số tận cùng là 8 đây nhỉ? À 3 nhân 6. 3 x 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 3 x với số nào để có chữ số tận cùng là 5 nhỉ? À, 3 x 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Như vậy, phép tính cuối cùng ta sẽ được 1526 x 3 bằng 4578. Như vậy, vừa rồi thầy cho mình đã làm xong bài tự luận 8 và cũng là bài cuối cùng của bài tập hàng ngày số 56 rồi. Thầy chúc em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.